giả của báo điện tử VTC News. Các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút trò chuyện cùng nghệ sĩ. Chương trình được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần. Đây là không gian để các nghệ sĩ có thể giao lưu, chia sẻ nhiều hơn với người hâm mộ của mình. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là ai? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. HNH Ngân hay còn gọi là VHA là nghệ danh của Phạm Nguyễn Hạnh Ngân, một hiện tượng âm nhạc trẻ sinh năm 2002, sở hữu chất giọng ngọt ngào và cực bắt tai, đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc trong 3 năm trở lại đây. Hạnh Ngân vốn là một nghệ sĩ độc lập trong V-Beat, cô gái đến từ Hà Nội từng có thời gian đi du học ở New Zealand, nhưng sau đó lại quyết định về nước và Nam Tiến để theo học ngành Digital Marketing tại RMIT và giấc mơ âm nhạc. Thể loại nhạc mà giọng ca sinh năm 2002 theo đuổi là Pop và Contemporary R&B với chất giọng trầm ấm, vô cùng lạ tai kết hợp màu sắc âm nhạc mới mẻ trẻ trung. Hạnh Ngân được cộng đồng fan của cô gọi là em bé quốc dân tài năng của làng Indie Việt. Ngoài ra, Hạnh Ngân còn sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút cùng phong cách ăn mặc rất riêng nên càng tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Hiện tại, cô nàng đang hoạt động trong thuộc tổ hợp nghệ sĩ CDSL Arts Collective cùng nhiều gương mặt nổi bật khác gồm MCK, TGSM, Tyranny. Mới đây, cái tên Hạnh Ngân còn gây chú ý làng nhạc Việt khi bắt tay kết hợp với MCK và Wowy cho MV Chào Tết năm 2022 mang tên Tết Ryukum ra mắt ngày 5 tháng 1 mang lại thông điệp mới mẻ. Tết muốn chill thì ngại gì nói Ryu. Xin chào Hạnh Ngân, cảm ơn Hạnh Ngân đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì bạn có thể gửi một lời chào tới các độc giả đang theo dõi chương trình được không? Xin chào tất cả mọi người, mình là Hạnh Ngân, hay còn được biết đến với cả nghệ danh là Astra. Và hôm nay, Hạnh Ngân rất là vui được tham gia 10 phút với nghệ sĩ cùng với cả VTC News. Mở đầu buổi phỏng vấn, Hạnh Ngân có thể chia sẻ cho mình cũng như các bạn độc giả biết là cơ duyên nào đã giúp cho bạn có thể theo đuổi cũng như coi âm nhạc là một phần cuộc sống được không? Em cảm thấy là em luôn là một người rất là yêu âm nhạc. Tức là từ còn bé đây em đã rất là thích âm nhạc rồi, kể cả ngồi sau xe của mẹ em hoặc là có cái chương trình văn nghệ nào ở trường thì em đều tham gia và hay được mọi người dành cho những cái lời ưu ái về cái giọng hát của mình ấy. Nhưng mà mình cũng biết vậy và cũng thích ca hát nên là cũng khá là vui. Tuy nhiên thì em chỉ coi đó là một cái sở thích của bản thân, kể cả đến khi em lên lớp 9 thì em vẫn suy nghĩ như vậy. Nhưng mà sau đó thì cái khoảng thời gian em đi du học thì em có nhiều thời gian hơn để em khám phá xem là bản thân mình thực sự thích cái gì và thử nghiệm với nhiều thứ hơn. Và đó là khi mà em nhận ra là âm nhạc không chỉ là sở thích của mình mà nó như là một cái phương pháp kiểu trị liệu cho em vậy. Nó chữa lành rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái vấn đề ẩn náu trong lòng em mà em không thể nói ra được hoặc là em không thể chia sẻ được. Tuy nhiên là khi mà em viết nó vào nhạc của mình hoặc là em nghe nhạc hoặc là em hát thì em cảm thấy là tất cả những cái căng thẳng đấy nó được phơi bày ra qua giai điệu. Và đó là khi mà em nhận ra được là ok, bản thân mình phụ thuộc vào âm nhạc rất là nhiều trong cuộc sống. Và khi mà mình có cơ hội, mình có cái duyên với nó và mình có khả năng thì mình cứ làm thôi. Đó, đấy là khi mà em quyết định là ok, mình sẽ theo đuổi nó. Là một trong những nhân tố mới mang màu sắc rất riêng của âm nhạc Việt, Hạnh Ngân có thể bật mí là tại sao bạn lại theo đuổi phong cách âm nhạc này được không? Em cũng mong là cái nhân tố mới này sẽ một ngày nào đó tạo được những cái thay đổi tích cực đến với cả âm nhạc Việt, những cái thay đổi, những cái thành tựu mới. Còn lý do vì sao em lại chọn cái phong cách âm nhạc bây giờ chỉ đơn giản là đây là cái phong cách âm nhạc em nghĩ là hợp nhất với em sau khi mà em đã thử nghiệm với rất nhiều các cái thể loại khác nhau, nhiều cách viết khác nhau, nhiều cách kể chuyện khác nhau, nhiều nội dung khác nhau. Thì đây là cái thứ mà hợp với em nhất và em có khả năng làm tốt nhất. Đó, em rất muốn là làm một số những thể loại khác nữa nhưng mà em còn phải trau dồi nhiều. Đấy, thì cái lựa chọn của em chỉ đơn giản là em thấy nó phù hợp với cả mình nhất thôi. Và em nghĩ là khi mà em kể cái câu chuyện âm nhạc của em bằng những thể loại này thì cái giọng của em, một là nó sẽ hợp nhất với nó và thứ hai là các bạn sẽ hiểu được nhất thay vì là em sử dụng các cái thể loại âm nhạc khác. Trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình, Hạnh Ngân thường lấy nguồn cảm hứng từ đâu và giai điệu hay ca từ sẽ là yếu tố bạn chú trọng hơn trong sáng tác âm nhạc của mình? Trong cái quá trình sáng tạo nghệ thuật của em thì em thường tìm cảm hứng ở... Ngày xưa thì em nghĩ là những thứ xung quanh mình ấy. Nhưng mà đến bây giờ em nhận ra một điều là sau khi mà em làm album em nhận ra là em chính là nàng thơ của em. Em tìm cảm hứng từ chính mình, em nghĩ thế. Tức là em vẫn biết về những thứ xung quanh cuộc sống của em, những mối quan hệ xung quanh em, rồi những việc đang xảy ra xung quanh em. Nhưng mà em nghĩ là cái mà cho em
sự thôi thúc nhất ấy, chính là bản thân mình, những cái cảm xúc hỗn loạn ở trong bản thân. Nó có thể là những sự thật đang diễn ra, hoặc là nó chỉ có thể là những suy nghĩ của em thôi, nhưng mà chúng thôi thúc em rất là nhiều, cho em rất là nhiều nguồn cảm hứng, cho em một cái sự đa dạng khi mà em viết nhạc. Và em không phải một người thích nói nhiều về bản thân, nhưng mà khi mà em được nói về em ở trong âm nhạc, hoặc là em khi em viết nhạc về chính em, thì em lại cảm thấy là mình có một cái gọi là một vùng đất tự do để mình có thể tâng mình lên, hoặc là đạp mình xuống, hoặc là khai phá những cái phần không tốt về bản thân mình, chứ không phải lúc nào cũng phải giấu đi hoặc là phải che lại bất cứ một cái gì cả. Còn khi mà viết nhạc thì em nghĩ là em chú trọng câu từ hơn, bởi vì thực ra là để mà viết được melody với em thì nó dễ hơn, nhưng mà em chọn lọc câu chuyện, rồi chọn lọc cái cách kể, và tìm ra được những cái từ đắt, hoặc là tìm ra được những cái cách gọi là thật nhất, tốt nhất để miêu tả những cái thứ mà em đang cố gắng nói, thì em nghĩ là nó khó hơn. Internet Love là một trong những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của Hạnh Ngân và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả với hơn 12 triệu lượt xem trên kênh YouTube. Câu chuyện trong MV có phải là được viết lên từ câu chuyện của chính bạn hay không? Và nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn nhỉ? Nghe cái này vui quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Internet Love và đã ủng hộ em, Hạnh Ngân, Astra. Và trong thời gian tới mong là cái con số này sẽ còn tăng lên. Ok, về Internet Love thì câu chuyện này có được viết, Internet Love có được viết thành câu chuyện của em không? Dạ có. Em có cảm thấy đây là bài này có ý nghĩa đặc biệt gì với em không? Thì chắc chắn là có rồi. Bởi vì là với một người mà up nhiều demo như em ấy, thật sự luôn, thì em nghĩ là những cái bạn mà đã follow em từ rất lâu rồi sẽ nhận ra là bài này em phải tin tưởng và em yêu nó như thế nào em mới ra mắt nó một cách chính thức ấy. Và Internet Love với em như là một sự đánh dấu cho một cái khởi đầu, khởi đầu của Hạnh Ngân trên tư cách là một nghệ sĩ trẻ này, khởi đầu của một cái mối tình rất đặc biệt với em này. Rồi em nghĩ là nó là khởi đầu của sự sẵn sàng của em nữa. Và đó là lý do mà em biết là một bài hát pop tình cảm như vậy, nếu mà mình làm một cái MV mà có nhiều cảnh tình cảm, rồi theo một cái cốt truyện dễ hiểu và hợp thị hiếu hơn, thì chắc chắn là nó sẽ có thể viral hơn. Nhưng mà em lại chọn là chọn một cái kịch bản mà em có thể có nhiều các cái phân cảnh để thể hiện được, để show được những cái gương mặt của những người đã đi cùng em từ rất lâu rồi. Ví dụ như là em muốn có mặt của bạn nhà sản xuất của em là bạn em Tyrone, shout out to Tyrone, đứng ở trên sân khấu để đàn cho em này. Rồi em muốn có hình ảnh của Tùng Sơn là TGSN, cũng là một producer của em, rồi có quản lý của em ở trong đó nữa, rồi có những cái người bạn âm nhạc, hoặc là kể cả không làm nhạc cùng với em từ rất lâu rồi mà luôn luôn ủng hộ em, luôn luôn đi cùng em khi mà em 13, 14, 15 tuổi, khi mà em có rất là nhiều những cái ngờ vực cho bản thân, thì em chọn cái MV đó để em thể hiện điều đó, rồi có cả The Vans nữa. Và đó, đấy là ý nghĩa của MV, và nó cũng là cái ý nghĩa đặc biệt của cái ca khúc này, nó đánh dấu những cái sự khởi đầu tuyệt vời của em. Với những thành tựu đã đạt được, Hạnh Ngân cảm thấy đã thực sự hài lòng hay chưa? Và điều gì khiến bạn cảm thấy tự hào nhất? Với những cái thành tựu đã đạt được, em có hài lòng không? Em có. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ luôn luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Em sẽ mong muốn nhiều hơn, em sẽ muốn thể hiện nhiều hơn. Em muốn viết được nhiều hơn, muốn hát được nhiều thể loại hơn, muốn hát hay hơn, có kỹ thuật hơn, và em muốn đi xa hơn nữa. Và tất nhiên là điều gì mình muốn thì mình phải cố gắng làm cho được. Nên là hiện tại thì mình cứ hài lòng và trân trọng những cái gì mình có đã. Còn chắc chắn là em sẽ cố gắng và thúc đẩy bản thân mình để đạt được những cái cao hơn nữa, tốt hơn nữa. Trong sản phẩm âm nhạc Tết Real Cool, tại sao Hạnh Ngân lại lựa chọn kết hợp với hai rapper kinh nghiệm là Wowy và MCK? Bạn có thể chia sẻ một số kỷ niệm trong quá trình thu âm và quay MV lần này được không? Đúng, Tết Real Cool, không biết bây giờ được bao nhiêu view rồi nhỉ? Bài này thực sự là một cái yếu tố bất ngờ với em đấy. Em thấy khá là bất ngờ nếu mà để nói với em Wowy và anh Long, MCK, khi mà bọn em làm việc chung. Tại vì em với cả anh Long thì cũng đã quen biết nhau rồi, nên là nó dễ hơn một chút. Tuy nhiên là em chưa bao giờ từng nói chuyện hay là gặp anh Wowy cả. Nhưng mà đến cái ngày thu âm ấy, thì thực ra tụi em lại làm việc khá là ăn ý với nhau. Và em với cả anh Wowy khi ở trên set quay cũng khá là vui. Đó, thì
Em chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, chắc là chỉ cảm thấy bất ngờ và cảm thấy rất vui, cảm thấy rất là vui và trân trọng cái cơ hội làm việc cùng với cả anh Huawei cũng như là anh Long hay là anh Masew, bởi vì bản thân em là một người chưa phải là có nhiều ca khúc hay là chưa có một cái dấu ấn mạnh mẽ khi mà em làm nhạc. Tuy nhiên là với hai người mà có với ba người mà có những cái thành tựu như vậy, nhưng mà họ luôn lắng nghe, họ luôn tôn trọng ý kiến của mình, và kể cả vào set quay thì anh Huawei hay là anh Long cũng rất là chu đáo, và để mình không khát, không đói, không mệt, không có bị đau hay là như thế nào đó, cũng có thể cảm thấy được là mọi người không hề coi mình thấp bé. Trong lòng có một xíu xíu là mình sợ như vậy, nhưng mà anh Huawei cũng như là anh Long hay là mọi người đã gạt bỏ hết những cái suy nghĩ tiêu cực đó cho em, thì em nghĩ đấy là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời mà em đã có. Mỗi một người nghệ sĩ thì đều sẽ có những định hình phong cách riêng để khán giả có thể nhận diện ra mình. Trong tương lai thì Hạnh Ngân muốn hướng tới hình ảnh một người nghệ sĩ như thế nào nhỉ? Thực ra em nghĩ là đến dần dần ấy, cái mà em mong muốn thể hiện mà một người khán giả có thể dễ dàng nhận ra là âm nhạc của em. Em muốn cái tính cách âm nhạc của em là cái sẽ giúp mọi người định hình ra em. Còn về ngoại hình thì em sẽ thay đổi liên tục tục đấy. Em không phải là một người hay là chỉ để một kiểu tóc, hoặc là có một cái màu son, hoặc là có một cái kiểu đánh mắt đặc trưng để cho mọi người nhận ra ấy. Em thích thay đổi liên tục, em thích điều đấy. Nên là về phong cách thời trang vân vân thì chắc là không không thể nào nói trước được rồi. Biết đâu ở trong trong tương lai lại có một cái gọi là một cái hiện thực nào đấy, khi mà có rất nhiều phiên bản của em nhưng mà có rất nhiều tính cách thời trang khác nhau của em thì sao? Trước khi kết thúc chương trình thì Hạnh Ngân có điều gì muốn gửi gắm nhắn nhủ tới các độc giả của VTC News hay không? Ôi, đã kết thúc chương trình rồi. Ok, cảm ơn VTC News rất là nhiều, bởi vì hôm nay đã mời em đến tham dự 10 phút với cả nghệ sĩ. Hãy đón chờ em và hãy đón chờ những cái sản phẩm mới của em, và em mong là khán giả mình sẽ ủng hộ tất cả những cái bạn nghệ sĩ trẻ khác và sẽ nhìn họ bằng một cái con mắt cởi mở hơn và sẵn sàng để lắng nghe những cái gì mà thế hệ trẻ tụi em đang cố gắng thử nghiệm và cố gắng mang ra mọi người, để dần dần thay đổi cái bức tranh âm nhạc Việt trở nên còn màu sắc hơn nữa, còn tiên tiến hơn nữa. Và em rất là mong mọi người có thể có một năm 2022 cũng tuyệt vời và cũng có nhiều những cái thay đổi tích cực và cũng có nhiều những cái điều bất ngờ như em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye. Xin cảm ơn Hạnh Ngân về những chia sẻ vừa rồi và chúc cho bạn có một năm 2022 thật sự thành công với những dự án âm nhạc cá nhân. Tới đây thì thời lượng của 10 phút trò chuyện cùng với nghệ sĩ cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.